20 câu tiếng Anh căn bản sau thì khi nói chuyện với người bản xứ dành cho người mới bắt đầu học. Xin chào. Hello. 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 Chào. Hi. Hi. Bạn khỏe không? How are you? How are you? How are you? Bạn có khỏe không? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Bạn đến từ đâu? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Mình đến từ Mỹ. I'm from America. I am from America. I'm from America. Cái chữ America thì chữ C đọc thành chữ K nha, K H ẩn á. America, đừng có đọc là America, cái đó là sai nha. America. I'm from America. I am from America. Bạn tên gì? What's your name? What is your name? What's your name? What is your name? Mình tên là Mai. My name is Mai. My name is Mai. My name is Mai. Bạn làm nghề gì? What do you do? What do you do? What do you do? Tôi là một sinh viên. I'm a student. I'm a student. I'm a student. Bạn có thể giúp mình được không? Can you help me please? Can you help me please? Chữ please ở đây á là có chữ S và chữ H. Thì mình sẽ đọc là please. Mình sẽ nhấn mạnh cái từ chữ please nó. Can you help me please? Được chứ? Yes, of course. Yes, of course. Chữ course ở đây á là một lần nữa là chữ cái lưỡi của mình phải cuộn lên, phải uốn lên nha mọi người. Of course. Mình không hiểu. I don't understand. I don't understand. Bây giờ mình sẽ đọc nhanh nè. I don't understand. Bạn có thể nói chậm hơn được không? Could you speak more slowly, please? Could you speak more slowly, please? Bây giờ sẽ đọc chậm nè. Could you speak more slowly, please? Could you speak more slowly, please? Cái này giá bao nhiêu? How much does it cost? How much does it cost? Mình muốn đặt hàng burger vui lòng. I would like to order burger, please. I would like to order burger, please. I would like to order burger, please. Nhà vệ sinh ở đâu? Cái từ nhà vệ sinh ở đâu á, ở Mỹ á, họ thường sử dụng cái từ restroom. Họ không bao giờ sử dụng cái từ toilet nha. Mọi người nên nhớ nha. Where is the restroom? Where is the restroom? Có người á, thì sẽ đọc là where is the restroom? Where is the restroom? Cái nào cũng được hết nha. Xin lỗi. Excuse me. Excuse me. Cái chữ này rất là khó. Mọi người nên cố gắng tập phát âm cái từ này cho chuẩn nha. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Khi nào dùng từ excuse me? Từ excuse me có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ như một, xin lỗi. Khi muốn xin lỗi hoặc gây phiền, khi làm phiền người khác thì
thì mình sẽ nói là excuse me, I'm sorry for bumping into you. Số 2 là xin phép. Khi muốn xin phép hoặc hỏi để được phép làm một việc gì đó. Excuse me, may I borrow your pen? Số 3, nhắc nhở. Khi muốn nhắc nhở ai đó về điều gì đó. Ví dụ, excuse me, you forgot to turn off the lights. Với nhiều cách sử dụng khác nhau, từ excuse me là một cụm từ rất hữu ích để giao tiếp trong tiếng Anh. Xin lỗi, sorry, sorry, sorry. Khi nào dùng từ sorry? Từ sorry được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ, xin lỗi, khi bạn muốn xin lỗi vì đã gây ra sự phiền toái, khó chịu cho người khác. Ví dụ, I'm sorry for being late. Số 2, chia buồn. Khi bạn muốn thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ sự buồn phiền cho người khác. Ví dụ, I'm sorry to hear that your parent or your grandmother passed away. Số 3, yêu cầu lặp lại. Khi bạn không nghe rõ hoặc không hiểu người khác nói gì, thì mình sẽ nói là sorry, I didn't catch what you say. Could you please repeat it? Sorry, I didn't. Cái chữ đi ở đây là did not, tại vì cái từ này là từ viết tắt. I didn't catch what you say. Could you please repeat it? Tóm lại, cái từ sorry được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau để bày tỏ sự lỗi lầm, đồng cảm, yêu cầu lặp lại, sự lòng thành và thay đổi kế hoạch. Bằng cách sử dụng từ nào một cách hợp lý, bạn có thể giao tiếp tiếng Anh một cách trôi chảy hơn. Cảm ơn, thank you, thank you, thank you. Cảm ơn mọi người, người đã xem video của mình, và chúc mọi người học tiếng Anh một cách trôi chảy hơn và phát âm đúng người bản xứ nhé. Hãy ủng hộ kênh của mình nha. Mình xin cảm ơn.